Rồi, xin chào anh em ha. Sáng nay mình mới vừa về được 5 con máng nha anh em. Đây, mới vừa về bụi bặm này chưa rửa nha anh em. Ba con 66 với hai con 63 nha anh em. Đây, 63 là tuyệt vời luôn anh em. Em tính con bụi lon luôn. Xài thì alo cho mình ha, chưa rửa nha nè, chưa rửa ra mình test máy cho anh em tham khảo từ con ha. 66 mặt vuông luôn anh em, 66 mặt vuông luôn, hai con 66 mặt vuông mà 66 nén cũng có luôn anh em. Cái này 66 có nén nè, 13 ngựa mặt vuông thì 14 ngựa anh em. Đây là cao nè, có đặc biệt ha, cái nào nó rất đẹp. Chỗ mình là hiện tại bây giờ là đang mùa dịch, nhưng mà có chỗ mình giao được, có chỗ mình giao không được anh em. Có thể anh em nào liên hệ qua số điện thoại, rồi có gì có chỗ nào gửi được thì anh em có xài thì alo cho mình gửi được. Bây giờ mình còn đi Đà Lạt nha anh em, Lâm Đồng Đà Lạt mình còn đi được anh em. Sài Gòn này có đi ngay Sài Gòn thôi chứ mình không vô được Sài Gòn. Máy 13 HQ mình đang gã cassette bắp lại cho khách, chuẩn bị giao về Lâm Đồng luôn anh em ơi. Cái này mình gửi xe tải về Lâm Đồng. Đây, kèm chung với chiếc vỏ luôn anh em. Máy này với đây, cái máy Honda đã chung với chiếc vỏ để tài sát ba tải rồi nghe nè. Mình gửi về Lâm Đồng. Cái này ngày mốt mình gửi được anh em, này ngày mốt mình gửi, anh em nào có nhu cầu xài thì có liên hệ với mình ha, có thể mình giao được ha. Rồi chào anh em ha.